Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa sinh học 8, trang 124, đề bài như sau. Em hãy cho biết bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống. Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy xem lại phần lý thuyết một la mã bài tiết có trong sách giáo khoa trang 122. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi vào lời giải chi tiết. Như các em đã biết thì bài tiết là một hoạt động của cơ thể lọc thải các chất dư thừa và các chất độc hại khác để duy trì tính ổn định của môi trường trong. Do đó mà nhiều hoạt động bài tiết mà các tính chất của môi trường bên trong như là pH, nồng độ các ion, áp suất thẩm thấu v.v. luôn được ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thường. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa sinh học 8, trang 124.